người ta ăn, người ta đập cái hộp vàng người ta ăn. Còn cái mề tí tướng cho người ta quăng đi đó. Gái mà lớn 16, 17 tuổi cũng mắc cỡ vậy. Nhưng mà tự vì thời đó là còn khó khăn, còn khổ lắm. Lụm rồi ngôi mấy cái đó ra, dụ dụ cho cát đó rớt xuống mình ngôi ra mình ăn, ăn no. Mấy cái ngày cô hồn vậy nè, đi giật mía, giật chuối đồ cho bà già ăn là ăn trừ cơm luôn, lúc bà già còn sống đó. Dù là hiện tại giờ mình cũng còn đang ở nhà thuê, nhà mướn này kia rồi. Chứ không phải là mình cũng không có dư giả gì đâu. Buôn bán ngoài đây từ nhỏ đến lớn, già mất rồi cái bà già cho ra đây buôn bán. Rồi bán ở đây là gia đình nếu mà tồn tại sống hồi đồ này là trên 40 năm rồi. Bắt đầu từ năm 80 tới giờ mình cảm thấy so với năm xưa, cuộc sống ngày xưa thì phải nói là mình quá đầy đủ. Mà còn những người sau lưng mình, họ cái quần áo họ còn không lành lặn thì làm sao họ có được bữa cơm hả? Điều lớn nhất là mình không có phụng dưỡng dân cơm hậu dạ cho bà già mình. Nói chung lúc khi mình làm ăn, mình buôn bán thì mình không có khả năng để lo cho bà già. Cho đến lúc mà khi mà mình có được thoải mái thì bà già. Được biết, chị cũng đã từng trải qua 20 mấy năm không hạnh phúc với người chồng cũ. Những hoạt động từ thiện chính là giây phút hạnh phúc của chị giữa những sóng gió của cuộc đời. Khi chúng tôi ghi hình chương trình là ngày rằm tháng 7, đây cũng là ngày nhiều nơi trong thành phố tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Nhưng có lẽ không phải đợi đến ngày này, những nhân vật chúng tôi gặp được ở Hồ Con Rùa từ sáng đến giờ đều mang theo hình bóng của mẹ cha với sự biết ơn sâu sắc giữa những vòng xoáy mưu sinh. Và có thể phía trước màn hình, những người con khi xem thước phim của chúng tôi cũng sẽ khắc sâu trong họ hình bóng của người cha, người mẹ tảo tần này. Đây chính là những người lao động thường mưu sinh muộn nhất ở Hồ Con Rùa. Cô đây mười mấy năm hồi con cô thi đại học đậu là cô bắt đầu cô. Tổng cộng bao nhiêu đứa con học đại học? Hai đứa, mà một đứa chỉ có nuôi nổi được một đứa học đại học thôi, còn một đứa học đại dở. Rắn cài để nuôi con, để cho nó cuộc đời, để cho nó sung, cho nó sướng đó. Bây giờ là hai người con cũng đã lớn rồi, thì cô dự định khi nào cô nghỉ hưu? Cô không buôn bán nữa. Nói chung là cô cũng phải buôn bán thôi, tại vì cô trong này là mình không có nhà, mình nhà thuê nhà mướn mà cái kiểu như thuê nó cũng mắc. Cố gắng mình còn mình làm cho con mình là để cho có một cái sự nghiệp để cho nó có khổ mà nó khổ, nhưng mình nên thành là có hy vọng của cô là cô muốn con của mình, muốn cháu mình sau này nó có một cái công ăn việc làm để cho nó ổn định của nó không có bươn chải như mà như bà như mẹ đó nữa. Cái kiểu giống như là mình xa quê hương mình bỏ mình đi, mình bươn chải cho mình làm, mình mới nuôi con mình được. Người công nhân vệ sinh này đã gắn bó với nghề suốt 24 năm nay. Ngày nào cũng vậy, ông miệt mài dọn rác từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng với cung đường Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch. Năm 7 chú rồi, chú cảm thấy sức khỏe chú hiện tại sao rồi? Thấy cũng còn được, con có thấy làm được. Công việc mình có cái niềm vui gì không chú? Có, nhiều khi mình làm xong cái công việc của mình, mình nhìn thấy đường nó sạch rồi mình thấy cảm thấy nó vui. Chú có mấy đứa, mấy hai đứa, nhưng một đứa thì nó tự sống được rồi. Còn một đứa thì phải nuôi, nó đang học lớp 10. Đó bây giờ mình có cái điều gì hạnh phúc chú? Do cái đồng lương nó căn bản hàng tháng mình, với cái số lương đó thì mình tự tính toán sắp xếp cho cuộc sống mình hàng ngày, không có để cho nó thiếu thốn thì thoải mái tinh thần. Và cái hạnh phúc đó mình có cái điều gì trăn trở không chứ, trăn trở cuộc sống này? Nói chung là muốn cái ý thức của người dân tốt hơn chút xíu để cái công việc mình đỡ vất vả thôi. Khi nào mình đến nghỉ hưu rồi con cái nó có điều kiện cuộc sống việc làm của nó ổn định này kia thì mình mới thấy an nhàn được.